là toàn cảnh cái lưới mùa biển động nha mọi người. Vô mày. Không thấy rồi. Đây là giấc lưới thứ hai mọi người nhé. Chắc đào được khá là nhiều cá mọi người ạ. Không biết giấc này là được bao nhiêu cá. Giá rồi đây. Hey. Giá.
đó đó. Ui. Go. Thôi. Có đốt cầu nha mọi người. Yo, con nữa. Ok. Đây. Con ai rồi, con nữa, con nữa. Đây là con cá me. Cá me. Được hai con đốt cầu quá. Đủ may chưa? Đấu tờ chưa? Đó là cá đốt cầu nha mọi người. Cá này rất là ngon. Thứ hai là được 6 con.